Em lên cho cái nhà hai con đồng hồ Seiko Automatic nha nha. Con bên đây là size 41, còn con bên này là size 42 nha. Đó, niềng xoay. Đó, dạ quang nè, một con thì xanh dương, một con xanh lá nha. Đó, cực đẹp luôn. Hàng chưa qua sử dụng nha. Kính sapphire 24 chân kính, có tay và có hacking stop nha cả nhà. Đây ngoại hình của em nó là cả nhà, con này trước đi, đây con này trước đó, kính sapphire nha, đáy xoáy núm cổ chai nha, nó rất là đẹp luôn, màu độc lạ bảo đảm cực hiếm nha, bao cả nhà tìm luôn. Với lại con này cũng vậy đó. Nhìn sợi dây nè, rất là đẹp luôn cả nhà, kính sapphire size 42, núm chéo, núm cổ chai, có tay và có hacking stop nha, dạ quang rất là sáng nha, size chỉ 42 mà càng nó nhỏ tay nào vô cũng được hết nha cả nhà. Đằng sau lộ máy nè, đó, đều là máy NH35A 24 chân kính nha, có tay và có hacking stop nha cả nhà, đó, độc lạ của kênh em, dạ quang cực sáng luôn. Rồi em mời cả nhà nha.